nào để có thể với đến cái danh hiệu nguyên soái em ạ? Ngô Dục đã từng vô địch một giải đấu ao làng rồi, nhưng mà đáng tiếc giải đó không phải là giải nguyên soái, nên là cái danh hiệu nguyên soái vẫn chưa có tên Ngô Dũng. Còn Idol Đinh Xuân Canh thì cũng vô địch ao làng hình như là 2 3 lần rồi, nhưng mà đều là những cái giải đấu mà không phải là giải random. Anh Canh thì vô địch giải EIC một lần, hình như một giải cung R nữa thì phải, không phải giải random mà cũng không phải giải nguyên soái, cũng chưa được cái danh hiệu rồi nguyên soái ao làng. Ui, hay quá mình ơi. Vâng, một tình huống cắm cờ xe giò anh em ạ, đẳng cấp. Vâng, khán giả cứ hay khen Đinh Xuân Canh cắm cờ đẹp, Ngô Dũng cảm thấy là không không, tôi không thích, khó chịu với tôi, nên là Ngô Dũng cũng có một tình huống cắm cờ phải gọi là đẳng cấp. Mặc dù nó hơi loằng ngoằng với cả nó hơi rối mắt một tí, nhưng mà nó được cái nó nhanh anh em ạ. Đùa nhưng mà cắm cờ thì không so với cụ Canh được. Và cắm cờ nãy em cứ tưởng là soi nhầm máy, cứ tưởng đang soi máy của anh Canh, hóa ra đây máy Ngô Dũng ấy chứ. Cắm cờ xe giò đẳng cấp phết nhỉ. Mỗi tội hơi rối, nó không được đều. Và giờ 4 con lùa về nè, Kata với cả là Phô sửa quân gái của em lại chửi Ngô Dũng Kata, còn là cụ Canh cầm Phô. Ok rồi đấy anh em ơi, chúng ta sẽ cùng chờ xem trận đấu này thì có vượt khó được hay không nhé. Vừa được rút ngắn được tỷ số, chúng còn 1-3 đấy, cố gắng xem có vượt khó được không. Anh em khán giả đang xem thì cũng đừng quên nhân lúc các cầu thủ đang ép đời, có thể mọi người có thể vâng like share cũng như dự đoán một tên cho cái cặp đấu này, tỷ số bao nhiêu và quân của người thắng trong trận đấu cuối cùng sẽ là gì. Nếu mà may mắn thì có thể đạt được cái phần quà của Aula, nó rất là vui thôi. Đấy, một event cho nó vui anh em ạ, đích chính là dành cho anh em khán giả đỡ buồn ngủ theo dõi kèo cho nó được ok. Một trận chung kết nó quá mắc bình. Chào sếp Đinh Minh nhé. À như vậy là anh Đinh Minh là em trai của anh Đinh Xuân Canh à? Thì anh Đinh Minh tất nhiên là sẽ cổ vũ cho cụ Canh rồi. Cụ mà vô địch giải này thì có khả năng anh Đinh Minh cũng được một bữa ra trò đấy. Xin chào sếp Nguyễn Tuấn Hùng. Kèo này Ngô Dũng nhỉnh hơn một tí nhưng mà đang bị dẫn 3-1 anh ạ. Đang bây giờ bắt đầu phải bị bật đây này. Căng phết. Chào người yêu của Phan Linh nhá. Ông Phan Linh bắt chào ông xong lại bắt chào cả người yêu ông nữa. Có like share cho tôi chưa mà lại bắt chào nhiều thế. Và mọi người đừng quên là like share cũng như là ấn theo dõi fanpage ao làng nữa anh em nhé. Theo dõi fanpage ao làng, sắp tới thì bọn em vẫn sẽ có like kèo đều để mọi người theo dõi các kèo phui rất là hay, thì anh em có thể ấn like ấn theo dõi một tên cổ vũ cho cặp đấu này của chúng ta. Chào sếp Phạm Tuyến. Canh 18 IA ok luôn. Chào sếp Nguyễn Hoàng Long. Chào anh Bắc Bùi. Cắm cờ nhiên cấp à. Xin chào anh Phạm Nam nhá. Chào bạn Phù Văn Chấn. Ok thế được, lại xe follow cho anh cái thì được, thì anh chào đơn giản có gì đâu mà. Chào người em dạy tên là Quang Gia Vũ có được không? Ok luôn, chào người em dạy Quang Gia Vũ nha. Vâng, như vậy là thông tin báo về đến từ Sác Huy Duy, là Sác Huy Duy sẽ tài trợ phần quà là 500k cho phần thưởng dự đoán của cái trận chung kết này anh em ạ. Vâng, bình thường phần thưởng của ao làng chỉ có 100k thôi, nhưng hôm nay thì Sác Huy Duy quyết định sẽ tài trợ 500k cho phần thưởng dự đoán ngày hôm nay. Vâng, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời đến từ Sác Huy Duy. Như vậy này anh em nhanh tay dự đoán thêm anh em ơi. À, một trận kích 10 này. Yêu cầu thì mọi người like video này cũng như là ấn theo dõi fanpage ao làng rồi thì
mới được tính là comment hợp lệ anh em nhé, 500k luôn ạ. Wow, quá đẳng cấp đến từ Sa Quy Duy. Sa Quy Duy tài trợ giải đấu này quá nhiều luôn anh em ạ. 10m trước giải này, trong giải thì donate rất nhiều, và bây giờ trận đấu chung kết này thì anh cũng đã donate thêm đó là 500k phần thưởng cho người dự đoán đúng và sớm nhất tỷ số trận đấu cũng như là quân của người thắng trong trận đấu cuối cùng. Và theo thông tin báo về thì sau cái giải BAO Cup thì anh Huy Duy cũng sẽ tài trợ 20m để tổ chức giải đấu cho bình luận viên anh em. Quá tuyệt vời đến từ Sắc Huy Duy. Một sắc mới của cộng đồng đế chế. Rất tuyệt vời. Dò chọc được vào cái bãi ăn hoang của game thủ cầm cầm phô rồi. Điểm đầu là tươi đó. Bà anh canh có vẻ xấu hay sao mà anh lên tận đây ăn chanh nhỉ? Hoặc là nhà anh ở 6 giờ thì nhà cũng gần đây luôn. Cũng chưa chắc đã xấu đâu anh em ạ. Mình chưa biết ai ăn chanh của ai đâu. Em dự đoán lại, ok Trường Nghiệp nhé, dự đoán. Cho Trường Nghiệp dự đoán lại đấy. Trường Nghiệp dự đoán toàn dự đoán cho vui, nhưng hôm nay phần thưởng lớn thì dự đoán lại cho nó chuẩn đi em nào. Xem em dự đoán có chuẩn không nào. 500k anh em ạ, wow, quá lớn, đẳng cấp. Rồi đúng rồi, anh em dự đoán với cú pháp vậy là chuẩn đấy. Thế là thành 600k đúng rồi anh ơi. Cộng với cả phần thưởng ao làng là thành 600k. Anh em cứ dự đoán thoải mái. Rất tuyệt vời. Chào anh Khánh Trần nha. Rồi, quay trở lại với trận đấu này. Anh Khánh chưa kịp lên bánh xe. Mất khá dần rồi đó. Tham bên này 32, một trận Kata mà chém tốt nhỉ. Con nhà gần nhau lên đời sớm hơn là lợi thế cực kỳ lớn. Đấy, con giò chọc được vài dân, bây giờ lạc đà lên cũng đang ăn được dân. Tranh thủ lúc cụ canh còn chưa bánh xe với cả là chưa có phù thủy. Một dân lúc này đi, tí nữa họ có phù thì không mút được nữa đâu. Mà ở nhà ra thêm ruộng nữa. Thao tác rất nhanh, ép ruộng ép cả thêm cái be. Cảm giác thao tác nhanh nhưng mà đang hơi bị chưa chuẩn lắm đó. Ô Dũng có lẽ đang hơi vội. Chung kết làm ra là tâm lý nó vẫn đang bị áp lực một tí anh em ạ. Căng L hay là đóng P, đóng pèo gì đây? Hay là chuyển cung A một áo? Vâng, như vậy quyết định là chuyển cung A một áo. Sau khi mà đã có lợi thế lúc đầu, em đang định bảo như vậy để có thể chống phù của phô, thì ngay lập tức anh chuyển luôn. Đúng rồi, hợp lý. Ok, chị Thu Cúc nha. Chị Thu Cúc giúp em tên thì tuyệt vời quá. Trận chung kết này có khi là nhiều comment lắm em, mà ngồi check lại cũng tương đối mệt đấy. Nhưng mà anh em cứ dự đoán đấy, càng nhiều càng tốt. Kèo chạm 10 anh em nhé, đừng quên là như vậy. Chưa được 200 like anh em ạ. Wow. Kèo này mục tiêu ít nhất phải được 200 like, hy vọng anh em ủng hộ một tên cho nó đủ nhá. Anh em là muốn xem máy cụ canh thì có thể sang luồng của chủ tịch Hiệu Lê anh em ơi. Chủ tịch Hiệu Lê sẽ like máy cụ canh, còn em sẽ like máy Ngô Dũng xong cặp chung kết này. Link thì em để ở phần ghim comment. Mọi người có thể sang kênh YouTube Sobe AOL là theo dõi. Rồi, như vậy là đang có cho mình được một vài chiếc nhà bia. Cố gắng tụ cùng ngào vào và sau đó bắt đầu mình chơi. Vẫn đang rất bình tĩnh sửa ruộng. Sửa ruộng không sợ đít nhỉ. Nói chung cái tỷ lệ sử dụng đít thì nó không cao đâu. Nhưng mà tốt nhất là vẩy e lùi lại, vẩy e cho nó chắc, chứ không cứ sửa ruộng để nhìn nguy hiểm quá. Rồi, quay trở lại với trận đấu này. Một trận đấu mà cung ngang một áo đang lên. Đang lên cung ngang một áo anh em ạ. Để xem tình hình là sẽ thế nào đây. Đẩy ngược luôn à? Vâng, đẩy ngược luôn. Vài con nhưng mà đẩy luôn anh em. Đây là cảm giác trận đấu tốt đến từ game thủ Ngô Dũng. Nhưng mà anh đang dự đoán rằng là anh canh chưa kịp chắc nhà, chưa kịp ra quân. Đấy đúng không? Đẩy cực kỳ sớm và hợp lý luôn.
Củ canh bay này. Và khả năng là củ canh bay tên này đấy. Và cái cơ hội giành chiến thắng của Dũng Phiêu đang cực kỳ cao. Cá tha và thắng phô thì quá tuyệt vời đến từ game thủ Ngô Dũng. Anh sẽ tiếp tục rút ngắn tỷ số và sẽ lấy lại được tinh thần thi đấu của mình. Vâng, mặc dù bị dẫn 3-0 nhưng mà tinh thần không hề lùi bước anh em ạ. Đang vượt khó từng trận đấu. Đây là lý do vì sao người ta đánh giá Ngô Dũng rất cao ở trong cái giải đấu này. Mình chờ xem liệu rằng anh có thể có được cái chiến thắng hay không. Trận này mà thắng thì được tươi lắm này. Kèo đấu chúng ta sẽ gay cấn hơn, cũng như là cái tinh thần của Ngô Dũng sẽ lên cực kỳ cao để anh tiếp tục bật, bởi vì là thắng trận đấu này thì cũng chỉ là 2-3 thôi, vẫn bị dẫn trước. Nhưng mà trận này là một trận vượt khó thành công đấy nhờ. Cả tha thắng phô hay thật. Tốt. Rồi, đã nhận được số tiền thưởng dành cho anh em donate, à cho anh em dự đoán rồi anh em nhé. Sắc Vy Duy đã chuyển rồi, quá tuyệt vời. Nên là anh em cứ dự đoán đi. Người nào thắng dự đoán đúng và sớm nhất thì sẽ nhận được phần quà là 500k của Sắc Vy Duy và 100k đến từ Ao Làng, thì là tổng là 600k đấy. Quá đẳng cấp. Nhưng mà vì chạm 10 nên là dự đoán nó sẽ khó khăn hơn. Anh em cố gắng dự đoán càng sớm càng tốt nha mọi người nhé. Lấy cái lợi thế là sớm. Không biết đúng hay không, tôi cứ phải sớm mới đã. Rồi, chuyển sang thóc tăng L để có thể sóc thêm lạc đà khi mà những con cung ngà cảm giác hơi yếu. Đó. Và đặc biệt là bên kia không còn nhiều phù nữa. Nên là Ngô Dũng đang có tình huống chuyển lạc đà đấy là khá hợp lý đấy. Họ có ít phù thôi, một nhà P thôi. Đấy, cứ sóc lạc đà lên mà chơi chứ. Cung ngà cảm giác yếu thật. Cung ngà một áo yếu nhỉ. Gặp cung đường nó bắn cho nhấc người, bị bắt mấy tên rồi đấy. Nên bây giờ có lẽ là về phải chuyển kẹp thêm lạc đà nữa, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Khi mà lạc đà có thể là sẽ bị phù. Cố gắng. Cảm ơn anh Hoàng Tuấn Phương đã gửi tặng 50 sao nhá. Cố gắng đấy, bắn được phù thủy đi. Kìa, đang bị phù nhiều lắm kìa em ơi. Để ý vào. Cố gắng bắn được phù thủy đi, đừng để những con phù thủy phù lấy lạc đà của mình. Sau đó họ quay ra họ đảo là thứ nhất, và thứ hai họ bổ thẳng vào đầu những con cung ngang một áo đấy. Nó đau lắm. May là trận đấu này thì đối phương lại là một bài đấu mà không lên được cung Nga hai áo. Nên là chúng ta hoàn toàn phải sóc lạc đà trâu ra. Và bài đấu này thì anh canh cũng không có nhiều ruộng. Nên là cái lực sóc cung R không nhiều đâu. Lợi thế là có lớn. Nhưng mà để xem cách Dũng Phiêu kết thúc trận đấu này như thế nào. Tham lại gần 1 lít anh em ạ. Ủa, tham ác nhờ. Tăng thêm L nữa. Hợp lý. Chào anh Lâm nhá, xin chào tất cả anh em đang xem. Anh em đừng quên là yêu cầu dự đoán hợp lệ thì sẽ phải yêu cầu đó là like cái luồng live stream này này. Và đã follow fanpage Ao Làng rồi. Đấy, có hai yêu cầu đấy anh em nhé. Thì mọi người có thể hoàn thành để có thể hợp lệ, dự đoán của mình sẽ được hợp lệ. Rất nhiều L. Thôi em ơi, vừa thôi chứ lực đâu mà sóc nhiều thế. 5-6 L này. Ra thêm ruộng đúng rồi, ăn thêm những bãi vàng xa đi. Có tay cắm ship con ngựa giò mà tìm thêm bãi vàng đi. Sắp hết vàng rồi đấy. Không, bãi vàng này với khai thác thôi vẫn còn nhiều. Và đánh lạc đà đỡ tốn vàng. Lạc đà có 60 vàng thôi. Đây là cũng đang có thoải mái vàng để chơi. Đặc biệt là hết vàng rồi lên nhà cụ canh mà ăn. Không sao cả,
tuần cùng rờ đẩy, nhưng mà lạc đà có thể xử lý được. Đây là những con lạc đà chém 4 đầu máu. Chơi tốt anh em ạ. Thôi cả dân ra vụt rồi. Tay nhanh nhiều khi nó cũng đang phản tác dụng dành cho Dũng Phiêu. Khiếp nhỉ, tay Dũng Phiêu cảm giác nhanh nhỉ. Ông này mà chỉ cần luyện lại thao tác tay của mình chuẩn nữa thì có lẽ là khỏe lắm đấy. Đánh thao tác tay này đúng như tốt thật, nhưng mỗi tội là đang chưa chuẩn lắm, nhiều khi đang bị lỗi. Quét lạc đà, quét luôn cả dân. Nhưng mà nếu mà luyện lại, có thời gian luyện thì thao tác có lẽ chả kém gì top 1 đâu. Tay nhanh lắm anh em ạ, tầm thoát, tầm thoát. 103 trên 148. Ăn thêm bãi vàng này và 6L vẫn đang ra đều. Cộng với đó là 4A. Không cần lên 4 luôn, đánh đời 3 trận này thôi. Nhưng mà vẫn phải cắm ship con ngựa giò đây. Tình hình xem góc 9 giờ hay là góc 12 giờ có bãi vàng nào nữa không ship. Bây giờ hết vàng. Đây này, đấy, đấy, đấy. Có luôn góc 12 giờ anh em ạ, đẹp thật. Thế là ngon rồi. Vàng thì trên nhà họ có, nhưng mà bây giờ chiếm hơi khó. Họ có phù thủ ở nhà là cá đông. Tham lại 116 rồi kìa. Ấy da, vẫn tiếp tục tăng lờ. Cố máu rồi. Tầm này không có cung ra cung nhèo gì nữa, chỉ lạc đà mà chơi thôi. Cày lắm rồi. Đúng rồi, em đang nghĩ có một tình huống đó là lên 4 thì sao. Nhưng mà thấy Dũng Phiêu tăng lờ điên cuồng và Dũng Phiêu chỉ muốn đánh đời 3 thôi, không muốn lên 4. Úi giời, để từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Trận đấu này là của em rồi. Rồi, có 1 dành cho Idol đi sân canh.